Sáng ngày 17 tháng 10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an thành phố Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức lô đề trái phép với số tiền giao dịch gần 500 triệu đồng một ngày, bắt giữ triệu tập 14 đối tượng liên quan. Từ công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện một đường dây đánh bạc hình thức ghi số lô số đề với nhiều đối tượng tham gia, số tiền giao dịch lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn. Các đối tượng giao dịch chủ yếu với nhau qua điện thoại, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng. Sau khi thực hiện xong, các đối tượng sẽ xóa sạch dữ liệu, thường xuyên thay đổi SIM và cách thức liên lạc. Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã huy động 45 cán bộ chiến sĩ, chia làm 9 mũi tiến công, đồng loạt triển khai bắt giữ và triệu tập 14 đối tượng trong đường dây lô đề trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng cầm đầu là Trần Thị Dung, 35 tuổi, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, và 4 đối tượng giữ vai trò thư ký là Lê Thị Thùy Trang, 34 tuổi, trú tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, Võ Thị Thùy, 52 tuổi, trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, Lưu Văn Tuấn, 58 tuổi, và Phan Thị Tuyết, 58 tuổi, đều trú tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, cùng 9 đối tượng khác tham gia với vai trò là con bạc. Khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, trong đó có chứa thông tin giao dịch số lô, số đề. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận về hành vi đánh bạc bằng hình thức giao dịch số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại. Bước đầu, cơ quan công an xác nhận số tiền các đối tượng đánh bạc trong ngày 7 tháng 10 năm 2022 là 493 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng.